Ủa? Thế hơi quá, hơi gia trưởng đấy. Nhưng mà nó cũng phải có level thôi chứ. Level em... Anh đang là max level. Max level. Rất là thích ăn món đấy nhưng mà ở Hàn Quốc cũng không có. Ở Hàn Quốc không, em chưa thấy có mấy quán Việt Nam ấy. Em thấy chưa có nào bán cái món đấy cả. Hay là mình khởi nghiệp bên đấy nhỉ? Nếu mà anh cần tuyển gì nhỉ? Quản lý biết tiếng Việt và biết tiếng Hàn thì... Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn anh không? Anh có thể... Không, quản lý làm sao cần phải nấu ăn đâu. Quản lý lúc mà nhiều việc quá thì cũng phải lao vào bếp chứ. Em nghĩ thế, không đến mức phải như thế. Nhiều việc thì có nhân viên rồi chứ, quản lý chỉ là quản lý thôi chứ. Thế có vẻ là em tiểu thư từ nhỏ nhỉ? Đúng không? Nhà điều kiện đúng không? Tại sao? Tại sao thế? Để không khác anh giải thích được không? Anh nói thì anh giải thích luôn đi chứ. Tự nhiên nói mà không khác giải thích là sao? Tại vì ngồi đây nói chuyện thì em hỏi bình thường thôi chứ em hỏi để em biết thôi chứ không phải là để làm gì cả. Nhưng mà tại sao em không hiểu tại sao anh cứ không muốn nói số tuổi à? Kiểu anh bị nhạy cảm về tuổi tác à? Có cái gì chia sẻ với anh không? Anh rất muốn lắng nghe. Thì anh phải hỏi em mới biết được chứ. Đó, anh đang hỏi đấy. Thì, tức là anh muốn biết về cái gì thì anh phải nói em mới biết để mà em nói chứ. Em cảm thấy rất là thất vọng. Khi mà em hỏi anh Kiên ấy thì anh ấy có vẻ như là trả lời một cách không nghiêm túc và luôn kiểu như là hơi trêu đùa một chút và em cảm thấy là bọn em nói chuyện không được hiểu ý nhau. Rất là buồn và hao công tổn sức vì đã support cô ấy rất là nhiều. Nhưng ý, mình nghĩ là do bạn ấy quá ít tuổi nên là cái việc mà chiều sâu so với mình còn chưa có, hay là chắc về tính cách mỗi người. Nếu mà khi mà đi hẹn hò ấy thì anh có bao giờ đút cho người yêu anh ăn không? Từ đầu đến cuối. Anh còn nấu cho người yêu anh ăn nữa là đút. Nấu thì rất là bình thường, nhưng mà kiểu đút ăn ấy, từ đầu đến cuối. Anh ăn một miếng, anh phải đút cho người kia một miếng. Anh ăn một miếng, anh phải đút cho người kia một miếng. Anh có làm được như thế không? Em hỏi một cái câu hỏi nó dễ quá nên là anh chẳng biết phải trả lời ra. Thật đó? Em chỉ hỏi thì anh chỉ cần trả lời là có hoặc không thôi. Em không cần em trả lời những cái khác. Không phải đúng lúc này, không phải lúc này. Cãi nhau rồi. Em tự sinh luật đấy à? Em tự viết ra luật đấy à? Thì tại sao nếu mà có thì anh không trả lời? Được ạ. Em thích nó phải bánh bèo như thế. Được ạ. Anh ừ nhưng em không được ừ. Ủa? Anh thế ừ hơi quá được. Nha. Thế hơi quá nha, hơi gia trưởng đấy. Em không thích cái anh gia trưởng. Chiều người yêu, chiều bạn gái à? Có đấy chứ. Là cách em mà anh gia trưởng đấy. Đấy. Nhưng mà nó cũng phải có level thôi chứ. Level em... Anh đang là max level. Max level. Em nha, nãy giờ là em thấy là cái cặp này nè, em thấy là vấn đề nằm ở Kiên nhiều nhất. Cái đó là dĩ nhiên. Dạ. Nhưng mà cô kia cũng có những cái mà hơi tế nhị á, trẻ con á. Chung hai người này không hợp nha. Hai cái tình sống khác nhau quá. Chả hợp với ai. Đã sai từ khi bắt đầu rồi, là bắt đầu chọn Kiên là sai rồi. Cũng tùy theo suy nghĩ thôi, nhưng mà với Harry thì Harry cảm thấy là giống như là người đối phương mình yêu thích gì đó thì mình cũng sẽ, Harry cũng sẽ đương một chút xíu gì đó chứ. Chứ mới gặp nhau mà cũng trả lời ừ thì cũng hơi. Không, bạn ấy cứ nói bạn ấy bánh bèo, nhưng mà cái cách mà bạn ấy nói chuyện lại không phải là bánh bèo. Không bánh bèo đúng không? Bình thường, bởi vì nó là một cách trả lời rất là tự nhiên thôi, nó không phải là có ý gì cả. Nhưng mà anh Kiên thì không thích em nói là ừ, mà anh ấy bảo là lần sau đừng nói ừ nhá, phải nói là vâng. Thì em thấy nó hơi buồn cười ấy ạ. Tại sao mình phải như vậy nhở? Tại vì mình đang muốn nói chuyện thoải mái với nhau mà. Em không hiểu.
đi về phòng á. Anh muốn gì à? Ok. Ok. Ok không? Ừ. Ok mà. Ừ. Rồi. Đúng rồi, cầm hoa nhá, em cầm hoa nhá. Thực ra thì cá nhân của mình thích một con người điệu đà, nhẹ nhàng, có biết chia sẻ hơn và biết lắng nghe hơn. Mình cảm thấy vui vì có người quan tâm đến mình. Đấy, xong thì sau bữa tối mình lại cảm thấy không vui nữa. Nó đổi rồi. Thế nhưng mà mình thì mình hy vọng là được date với một người có chiều sâu hơn, có tầm nhìn hơn. To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I em nghĩ là kiểu sẽ không có nhiều cơ hội để mình có thể tận hưởng ở những cái nơi mà nó sang trọng, nó xa xỉ như vậy. Thế nên là em cảm thấy rất là tiếc vì hôm qua em đã đi cùng anh Kiên. Nói thật là như vậy, em cảm thấy rất là tiếc và em cảm thấy hối hận vì cái sự lựa chọn đấy. You think I'm lying to myself, but the truth is I don't need you. Nhưng mình cảm giác mình đang phí thời gian. Cũng hời hợt, cũng mọi thứ nó cũng nông quá. Tìm hiểu thôi. Mình nghĩ là mình chỉ dừng lại với bạn ấy cả cái đoạn tìm hiểu thôi. Chứ nếu mà để tiến đến một mối quan hệ thì chắc là không. Hoặc là nếu có sự lựa chọn khác thì chắc là mình sẽ sự chọn lựa chọn khác. You posting pictures, I could watch those photos 10 times. I swear I feel nothing at all. You think I'm lying to myself. Em có nghĩ đến anh Michael. Và em ước là lúc đấy em đã cho anh Michael. That means I'll find. Ê, lúc như bảo mà lấy chọn Michael cho xong đi, còn muốn lựa chọn khác, đôi khi lựa chọn đầu tiên là tốt nhất. Nhưng mà đôi khi làm như vậy cho nên mới biết cái giá trị của cái người kia là như nào. Nhưng mà bây giờ có khi Michael cũng thay đổi. Đúng rồi, Michael ở nhà với lại hai bạn kia nữa. Ê, đúng. Ui, đúng. Nghe mấy bạn là bây giờ có khi ở chỗ đấy vui hơn.